Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lo vỡ đại hội Tô Lâm cho bắt nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Anh là một nhà báo tự do và là một người đấu tranh tích cực chống bốt bẩn. Bất ngờ vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, đồng loạt các tờ báo nhà nước đưa tin Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Trương Châu Hữu Danh, 38 tuổi, ngụ ở đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Chiều ngày 17 tháng 12, ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ xác nhận cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt đối với ông Trương Châu Hữu Danh. Trước khi báo chí của nhà nước Việt Nam thông báo thì cộng đồng mạng đã biết tin này từ sáng ngày 17 tháng 12 rồi. Nói chung, cộng đồng mạng thông tin nhanh hơn báo chí của Đảng rất nhiều. Theo nhà cầm quyền Việt Nam cho biết thì ông Danh đã bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, được quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Một điều luật khá mới mẻ đối với cộng đồng mạng. Trên thế giới không có quốc gia tự do nào có cái tội rất quái đản đó là lợi dụng quyền tự do ngôn luận cả. Nếu chính quyền cho người dân dùng cái quyền đó thì dân dùng, chứ tại sao khi người dùng quyền đó bày tỏ chính kiến lại bị chụp mũ là người ta lợi dụng, rất vô lý. Đây là hình ảnh ông Trương Châu Hữu Danh, nhà báo áo màu đen đang làm việc với Công an Cần Thơ. Ông Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982 tại ấp Vĩnh Hòa, xã An Ngãi, Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Ông Danh từng là phóng viên của một số tờ báo nhà nước trước khi làm báo tự do. Cùng ngày, ông Danh đã được mời đi di lý về nhà riêng tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An để thực hiện các thủ tục khám xét. Nguyên nhân tại sao ông Trương Châu Hữu Danh bị bắt, đây là cũng một câu hỏi được đặt ra. Ông Trương Châu Hữu Danh rất nổi tiếng cho các vấn đề chống tiêu cực, từ đánh bốt bẩn đến đưa sự thật hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải ra trước công luận, tham gia tích cực vào phong trào chống tiêu cực khác như vụ án Thủ Thiêm, vân vân. Chính vì vậy mà khi ông Danh bị bắt, người ta không biết vì loạt bài báo nào đã dẫn tới hành động bắt bớ trên của nhà cầm quyền. Bởi đơn giản, ông ta có quá nhiều bài viết về tiêu cực. Và cũng trên mạng, cộng đồng cũng đang tranh luận xôn xao vì lý do vì sao nhà báo Danh đã bị bắt. Ông Trương Châu Hữu Danh nổi tiếng ở Việt Nam trong vai trò chủ tài khoản Facebook thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, chính trị, xã hội Việt Nam. Chính vì nói lên sự thật này mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam mới gán cho ông là có tư tưởng chống phá Đảng và nhà nước. Thực chất là ông Danh chống tiêu cực nhưng họ ghép vào tội chống phá nhà nước thì khác nào chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận chính họ là tiêu cực. Ngoài là chủ trang Facebook Trương Châu Hữu Danh, ông còn là thành viên top của nhóm Bạn Hữu Đường Xa tích cực chống bốt bẩn, hoạt động thu phí không minh bạch ở các trạm bốt. Ông Danh cũng là thành viên sáng lập nhóm Báo Sạch nổi tiếng trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh công an đang khám xét nhà ông Trương Châu Hữu Danh tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Gần đây, cơ quan chức năng xác định ông Danh lợi dụng sự nổi tiếng của bản thân với 167.917 người theo dõi. Facebook này thường dùng nhiều bài viết chống phá chính quyền, đảng và nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của các lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Báo chí nhà nước Việt Nam đã nói thế. Cũng gần đây nhất, trang Facebook của ông Danh thường xuyên cập nhật về việc chống tham nhũng của Đảng, nhà nước, bắt cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn Cốp Việt Diệp Dũng cũng như vụ bắt ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bị gắn ghép vào điều 331 Bộ luật hình sự thì ông Danh đối diện với mức án như thế nào? Theo điều 331 Bộ luật hình sự vào năm 2015, ông Danh có thể đối mặt với mức án cao nhất lên đến 7 năm tù, tùy vào mức độ vi phạm. Cụ thể, tại điều 331 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, khẳng định người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp nặng hơn,
phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Vấn đề là từ 2 đến 7 năm tù là một khoảng co giãn rất rộng. Liệu ông Danh sẽ nhận mức án 2 năm hay hơn, thậm chí là 7 năm đây? Đây là hình ảnh ông Trương Châu Hữu Danh đăng trước khi ông bị công an bắt. Nếu xem xét nhiều vụ án để so sánh thì có thể thấy rằng khi chính quyền xử quan chức thì họ tìm mọi cách để giảm nhẹ hình phạt. Còn xử dân thì họ tìm mọi cách để tăng nặng hình phạt nhằm kiếm chút đỉnh tiền chạy án của bị cáo. Lấy vụ xử án ông cựu đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến và ông cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì sẽ rõ. Hai ông này được ưu ái mức án rất nhẹ so với tội danh. Ông Hiến thì dưới 5 năm, còn ông Chung thì nhận mức án 5 năm tù giam so với khung quy định mức án cho tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là từ 10 đến 15 năm. Quay lại chuyện ông Trương Châu Hữu Danh, ông bị bắt vì chính quyền muốn bịt miệng tiếng nói chống tiêu cực. Vì vậy, thông thường chính quyền có xu hướng tăng nặng hình phạt để cho dân sợ mà để cho yên quan chức chính quyền tiếp tục sai phạm và tham nhũng lấy của dân. Quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam chỉ là cái bẫy do Đảng Cộng sản vẫy ra. Chính quyền của Cộng sản Việt Nam luôn nói rằng họ đảm bảo thực thi tự do báo chí, tự do ngôn luận và họ ghi trong Điều 25 Hiến pháp năm 2015. Thế nhưng thực tế thì tù nhân ở Việt Nam đi tù vì tội lợi dụng quyền tự do ngôn luận thì rất là nhiều. Trong cuộc họp báo chiều ngày 17 tháng 12 năm 2020, trước câu hỏi của phóng viên quốc tế đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về thông tin từ tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Quốc tế cho rằng chính sách quản chế tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam ngày càng khắt khe, nghiêm khắc khi có nhiều nhà báo bị bỏ tù. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đảm bảo thực thi tự do báo chí, tự do ngôn luận. Thì bà Thu Hằng cũng khẳng định tiếp rằng chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan, mang tính định kiến xấu của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo đưa ra về tình hình ở Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhắc lại sự thật này được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan, được thể hiện rõ ràng qua sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam trong những năm gần đây. Chứng minh cho phát biểu của mình, đại diện Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã nêu ra một số dữ liệu tính đến năm 2019. Việt Nam có 868 cơ quan báo chí, 125 kênh truyền hình, mạng di động phủ sóng 99,7% dân số. Trong đó mạng 3G, 4G phục vụ tới 98% dân số. Hơn 64 triệu người dân Việt Nam đang sử dụng mạng Internet và hơn 62 triệu người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội. Tôi nghĩ đây là con số khá ấn tượng. Ở Việt Nam cũng như ở bất kỳ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai, nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xem xét, xét xử đúng trình tự tố tụng đã được quy định trong pháp luật hiện hành của Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn thường xuyên chối bỏ việc bức hại người sử dụng quyền tự do ngôn luận. Và đấy là những gì mà phía nhà nước Việt Nam đã chối trước sự thực chất vấn của báo chí quốc tế. Nói theo cách mà người dân Việt Nam hay dùng là chẳng ai chịu tra thằng ăn cướp cả. Vâng, lâu nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không bao giờ chịu thừa nhận những điều xấu xa mà họ đã làm đối với nhân dân. Ngày nay, tù nhân lương tâm ngồi trong tù Cộng sản không phải là ít. Từ Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang, v.v. và rất nhiều người khác đang ngồi trong nhà tù chỉ vì cái bẫy quyền tự do ngôn luận và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giăng ra. Và câu hỏi được đặt ra là vì sao ông Tô Lâm đã bủa vây ông Trương Châu Hữu Danh đến như vậy? Nhà báo Trương Châu Hữu Danh là một người dân của tỉnh Long An, đúng ra chỉ có công an tỉnh này thụ lý vụ án. Ấy vậy mà ông Danh đã bị công an thành phố Cần Thơ bắt. Điều này cho thấy có lệnh của Tô Lâm thì công an cấp tỉnh mới phối hợp với nhau để bắt người. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh và một trang Facebook năng động trong các hoạt động chống các trạm bốt bẩn bị cho là làm ăn gian dối tại Việt Nam. Ông động chạm tới nhóm lợi ích rất lớn đang được ông Nguyễn Văn Thể bảo vệ. Những chủ trạm bốt bẩn là những sân sau của các ủy viên Bộ Chính trị và các quan chức cấp cao. Chính vì vậy mà ông Tô Lâm mới ra tay để bịt tiếng nói đấu tranh chống tiêu cực và bảo vệ đảng của mình tiếp tục tham nhũng. Theo chỉ đạo của ông Tô Lâm, cơ quan an ninh điều tra thuộc công an thành phố Cần Thơ, sau khi có sự đồng ý phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông này 3 tháng để phục vụ mục đích điều tra. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, thì ông Trương Châu Hữu Danh bị bắt để điều tra về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ,
xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam vào năm 2015. Được biết, bài đăng cuối cùng trên fanpage của Trương Hữu Danh có hình Photoshop hai ông Tất Thành Cang và Đinh La Thăng khoác tay nhau mặc áo tù cùng dòng trọng thái trùng phục. Cũng hôm 1 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ra báo cáo về tình trạng kiểm duyệt của các nhà mạng xã hội lớn. Đó có nhắc đến Trương Chí Hữu Danh như là một nhà báo tự do nổi tiếng tại Việt Nam, tập trung vào các vấn đề như là cáo buộc tham nhũng, công bằng xã hội và cáo buộc lạm quyền của các quan chức chính phủ. Theo báo cáo này, ông Danh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân với gần 150.000 người theo dõi để đăng các bài viết của mình. Hàng nghìn người tương tác với bài viết của ông mỗi ngày. Tuy nhiên, một số bài đăng của ông về vụ bê bối, cáo buộc có tham nhũng tại tỉnh Bình Dương đã bị Facebook hạn chế tại Việt Nam mà thiếu lựa chọn để khiếu nại. Đây là hình ảnh được cho rằng ông Tô Lâm đã bắt người bảo vệ quan tham động hành. Lần này, ông Tô Lâm lại ra tay với đại nhà báo Trương Chí Hữu Danh, xem như ông tướng công an này đã ra tay cứu rất nhiều quan tham đang động hành trên đất nước này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã hô hào trong sạch, nhưng người dân lên tiếng cho một xã hội trong sạch thì bị bắt như thế đó. Và không biết còn bao nhiêu người tin vào sự trong sạch của chế độ này, chắc chắn là không còn ai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 với bản tin Lo vỡ đại hội, Tô Lâm bắt nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho những người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.